kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, Phú Thọ ơi ngàn vàng yêu thương, Phụ Ninh đó trên cái gương đất tổ, trong phòng cưới bao niềm vui nhung nhớ, vui nào hơn khi con đã trưởng thành. Minh Thủy hai chữ Vân Vương, đẹp xuyên đến lứa thắm xuyên vợ chồng, vui xuyên mới đẹp lòng hách họ, thắm vẹn tình hạnh phúc trăm năm. Và để rồi đến hôm nay đây, nhà gái gân văn mừng dày thảo, nhà trai tân hải phấn khởi đón dâu hiền, gia đình hách họ bốn bên, phố phường làng xóm bạn bè muôn nơi, và chung cầu chúc phúc gia đình cô dâu chú rể thắm tình lứa đôi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, và trong ngày giây phút này đây, bạn thân chúng tôi cùng xin được gửi tới toàn thể quý vị những lời kính chúc sức khỏe và một lời chào đón nồng nhiệt nhất. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho những người thực hiện chương trình trong và thượng cưới ngày hôm nay được không ạ?